Thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc được làm mẹ chưa được bao lâu thì nỗi đau tột cùng đã đến với người mẹ trẻ khi phát hiện hai đứa con sinh đôi của mình bị mắc chứng bệnh não ung thư. Không việc làm, không thu nhập, một tay chị phải lo cho hai đứa con bị mắc chứng bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Vâng, đó là hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Vân ở xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh. Gần 2 tuổi, nhưng cháu Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Công Sông chỉ nằm một chỗ. Chị Vân mẹ cháu cho biết, khi sinh ra hai cháu cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng chừng 6 tháng tuổi thì đầu của các cháu ngày càng to, quấy khóc suốt ngày. Chị phải chạy vay để đưa hai con vào bệnh viện Trung ương Huế để khám. Khi đó bác sĩ mới cho biết cả hai cháu đều bị não ung thủy, không thể chữa trị được. Mang chiếc đầu phình to, mồng nước khiến hai cháu phải sống trong sự đau đớn tột cùng. Mỗi khi cơn đau hèn hà tẩm thân bé nhỏ, cả con lại gắt lên từng cơn, đôi mắt mờ đục đang dần bị che lấp. Nhìn con quằn quại trong đau đớn, nhưng chị Vân cũng chỉ biết bất lực nhìn con. Dù ruột gan như đứt thành trăm mảnh, nhưng chị đành nuốt nỗi đau ấy vào lòng mà bất lực nhìn hai đứa con đang giành giật sờ sống từng ngày. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi xem xong những hình ảnh vừa rồi, chắc hẳn không ai khỏi xót xa cho hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Vân. Và sau đây Đỗ Hằng sẽ cùng trò chuyện với chị để có thể hiểu hơn những khó khăn mà gia đình chị đã và đang gặp phải. Dạ, em chào chị ạ. Hiện tại thì bệnh tình của hai cháu như thế nào rồi ạ? Đợt trước mới ra viện là nằm một chỗ hẳn không bị thương chứ, hẳn không ăn đôi chứ. Không lật, không ngồi, không đi được. Nhưng được một thời gian ăn uống khỏe, làm ăn chơi khỏe, con kia thì hay khóc lắm. Yeah. Nghe bác sĩ nói cháu bị bệnh não ung thủy không chữa được, em buồn vậy, cũng tuyệt vọng lắm, nhưng mà cùng năm cũng suy nghĩ là phải cố gắng lên để mà chăm lo hai cháu được ngày nào thì tốt ngày đó. Chị có lúc nào nghĩ là so sánh với những người phụ nữ khác mà người ta được sung sướng, nhưng mà chị thì bây giờ với hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn như thế thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Muốn người tuổi vậy chứ cái số kẹp đây. Với cái độ tuổi như hai cháu như thế này thì những cái đứa trẻ khác thì có thể bập bẹ gọi mẹ rồi lời đi lại được, nhưng mà con của chị thì chỉ có nằm một chỗ thì chị có suy nghĩ cũng như là cảm xúc như thế nào ạ? Chứ chưa bệnh tình là bệnh tình quá, cháu chứ phải chịu cho biết. Dạ. Vì thường ngày những công việc mà chị hay làm là gì ạ? Về sáng về đi cà mũ về rồi mẹ ngò cháu thì đi làm ruộng rồi đi làm đất về ôm về cầu. Dạ, về với những công việc như thế thì chị có tạo đủ cái kinh tế để lo cho hai cháu không ạ? Dạ không, phải phụ thuộc vào ông mẹ này. Đi mất một người giữ cháu nha, giữ ở nhà giữ cháu rồi. Dạ, về bây giờ thì cái niềm trăn trở cũng như là lo lắng lớn nhất của chị là gì ạ? Dạ, cũng mong hai cháu khỏe là tự hành hết đau hết ốm. Từ khi hai con bị bệnh, mẹ con chị Vân phải nương nhờ vào sự cưu mang của cha mẹ ruột. Nghề nông chỉ phụ thuộc vào mẹ sào ruộng, chăm thêm con lợn, con gà, lo cho cuộc sống gia đình, nuôi cả con khôn lớn trưởng thành đã vất vả. Nay phải lo thêm cho con gái và cháu ngoại, khiến cuộc sống của gia đình bà hết sức khó khăn. Ngoài công việc đồng áng, bà phải dành thời gian để chăm sóc cháu, bởi một mình chị Vân không lo xuể, nhất là những lúc trải giỏ trở trời, bên của các cháu lại trở nặng. Đau lòng nhất là bà cũng không thể làm gì hơn cho các cháu, bởi bây giờ nếu có tiền thì bệnh cũng không thể chữa được. Khó có thể nói hết nỗi lòng, những lo lắng, vất vả mà những người làm mẹ, làm bà như chị Vân và bà Hiên phải trải qua. Biết làm thế nào được khi mà căn bệnh của hai cháu là vô phương cứu chữa. Chỉ mong rằng mẹ cháu, bà cháu có thêm sức khỏe, đủ nghị lực để chăm sóc cho các cháu. Dạ, và xin được trò chuyện cùng với bà ngoại của hai cháu ạ.
Dạ, bây giờ với hoàn cảnh gia đình của mình quả là khó khăn như thế thì dì có thể chia sẻ những niềm mong ước hiện tại của dì là gì ạ? Thì mình gả con đi, muốn con cháu cho hành được hạnh phúc, rồi còn con cho khỏe mạnh như chứ là kiểu số phận của cháu anh. Như chứ vì đã không có là hạnh phúc rồi mà lại chứ có thêm hai đứa con bị tàn tật nữa, cho nên là nhiều khi cùng khổ. Làm ba làm mẹ ai cũng muốn cho chữa cho khỏi bệnh cho cháu, cho con cho cháu đi hành khỏe mạnh, đi hành được cùng với bạn bè đi học đi hành. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mọi sự đóng góp sẻ chia từ phía quý vị dành cho các nhân vật của chương trình sẽ phần nào đồng viên và giúp đỡ họ vượt qua khó khăn hiện tại, vươn lên trong cuộc sống. Và hiểu được điều đó, các bạn đoàn viên thanh niên chi đoàn đài phát thanh truyền hình Quảng Trị đã rất nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân tổ chức có tấm lòng hảo tâm dành cho gia đình chị Nguyễn Thị Phương những sự giúp đỡ. Và sau đây sẽ được mời gia đình chị Nguyễn Thị Phương đón nhận những tình cảm và sẻ chia của mọi người. Trước hết xin được mời gia đình chị Nguyễn Thị Phương đón nhận món quà từ mắt ta Quảng Trị với số tiền 2 triệu đồng. Xin được mời ông Lê Đức Yên, chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện lên trao số tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Phương. Và tiếp theo xin được mời ông Lê Hời, thay mặt Ủy ban Mặt trận huyện và hội nạn nhân chất độc màu da cam trao sự kiện ủng hộ cho gia đình chị Nguyễn Thị Phương. Và tiếp theo xin được mời đại diện chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao cho gia đình chị số tiền hỗ trợ. Và tiếp theo xin được mời đại diện chi đoàn Công an huyện Vĩnh Hưng, xin được mời đại diện chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Hưng và xin được mời đại diện chi đoàn trường cấp 3 huyện Vĩnh Hưng trao cho gia đình chị số tiền hỗ trợ. Em quán họ mới có đồng viên chị. Đây nè. Dạ, hát được. Như là chị sẽ cuối. Và tiếp theo xin được mời ông Trần Quang Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Trung trao cho gia đình chị số tiền hỗ trợ. Cố gắng cho hết. Và tiếp theo xin được mời ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Vĩnh Trung trao cho gia đình chị số tiền hỗ trợ. Và tiếp theo xin được mời đại diện Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ và xã đoàn xã Vĩnh Trung trao cho gia đình chị số tiền hỗ trợ. Và tiếp theo xin được mời anh Hồ Lê Minh Trí đến từ quán Phượng Hằng 120 quốc lộ 9 thành phố Đông Hà trao cho gia đình chị số tiền hỗ trợ. Cùng với đó là một số sự ủng hộ của các cá nhân khác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với số tiền tuy không nhiều nhưng hy vọng rằng sẽ đồng viên và giúp đỡ chị vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Và chúng tôi hy vọng rằng khi chương trình này được phát sóng, quý vị sẽ dành nhiều hơn những sự quan tâm giúp đỡ cho gia đình chị Nguyễn Thị Phương. Đây là một hoàn cảnh đặc biệt. Chúng tôi là địa phương rất là quan tâm, thấy rằng đây là một cái đối tượng, một địa chỉ cần phải quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để cháu có cuộc sống hòa đồng với tất cả mọi người trong địa phương. Chính vì vậy mà là cuối năm 2014 thì xã đã xem xét và sẽ đưa cháu vào diện hộ nghèo. Thứ hai nữa là đang tiến hành để thiết lập hồ sơ để cho cháu hưởng cái chế độ ba mẹ đơn thân nuôi con nhỏ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng vận động các tổ chức đoàn thể, mà đặc biệt là giao trách nhiệm cho đoàn thanh niên và phụ nữ quan tâm đỡ đầu cho cháu để giúp cháu để vượt qua cái hoàn cảnh trước mắt. Những tiếng ú ớ cất lên không thành lời. Câu chuyện không đầu, không cuối của hai mẹ con. Phải chăng đó là sợi dây kết nối giữa hai trái tim trong ngôi nhà nhỏ này suốt 23 năm?
đứa trẻ bất hạnh ấy đã bị mẹ đẻ bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng. Và hơn 23 năm qua, bà Trần Thị Cúc, mẹ của em, người phụ nữ đã nhận em về nuôi và chăm sóc em với tất cả sự yêu thương của tình mẫu tử. Không có nguồn thu nhập nào khác ngoài việc tự bản thân bà Cúc phải bươn trải hàng ngày. Giờ đây, khi đã bước qua tuổi 60, đong đầy trong tình yêu thương dành cho con là nỗi lo lắng cho những tháng ngày tiếp theo. Đó là câu chuyện của hai mẹ con bà Trần Thị Cúc, em Trần Thị Phương Thảo ở khóm 3 thị trấn Cam Lộ trong số 26 của chương trình Kết nối yêu thương. Chương trình rất mong nhận được sự sẻ chia của quý khán giả xem truyền hình.